Kính chào sư phụ. Chào. Cảm ơn sư phụ đã đến với chúng con hôm nay. Không có chi. Câu hỏi của con về nhân quả và ảnh hưởng của nó đối với phát triển tâm linh. Ngoài nhân quả chúng ta tự tạo cho mình, có đúng thật là chúng ta gánh nhân quả của thân nhân, hôn phối và thân quyến của họ không? Bên cạnh việc thiền nhiều hơn, chúng ta có thể làm gì để đốt đi nhân quả này cho chính mình và người nhà của mình? Làm sao chúng ta có thể lãnh hội điều đó từ một quan điểm từ bi, thay vì xem đó là gánh nặng? Xin cảm ơn sư phụ. Điều đó khó, dĩ nhiên. Bất cứ ai liên hệ với chúng ta, tự động là chúng ta phải gánh thế nào đó, gánh nặng nhân quả của họ. Nhưng nếu là tình thương, chúng ta gánh với sự vui vẻ. Tôi biết điều đó khó, nhưng sự việc là vậy. Chúng ta không thể cứ nói tội lỗi của cô ta không liên hệ đến tôi, và rồi cứ nhắm mắt lại là xong. Như vậy, không phải như vậy. Nếu chúng ta thương ai hoặc tiếp xúc thân thiện với người nào đó, bằng cách nào đó, công đức của mình sẽ được san sẻ với người đó. Đó là lý do một người tu hành thậm chí 5, 6, 7, 9 đời được lợi ích. Đời này, đời sau. Và những người đã quá cố, đồng thời chúng ta sẽ lợi ích cho xã hội bằng cách tu hành, nhờ công đức của mình. Lý do công đức được san sẻ là vì chúng ta cũng chia sẻ mọi thứ trên thế gian này với nhau. Chúng ta chia sẻ thức ăn, mọi người đóng góp điều gì đó vào xã hội, và chúng ta cũng dùng đến. Vì vậy mà thế nào đó nó liên hệ với nhau, và tùy vào công đức của vị lớn bao nhiêu, lực lượng tâm linh của vị lớn bao nhiêu, người thân và bạn bè sẽ được lợi ích nhiều hơn hoặc ít hơn. Tôi cảm thấy tiếc nếu quý vị cảm thấy có gánh nặng. Quý vị không nên cảm thấy như vậy. Những người không tu hành, không đi cùng đường với quý vị nên cảm thấy tiếc cho họ hơn. Bất cứ gì quý vị có thể cho họ thì nên cho. Dù sao, nó sẽ được thực hiện một cách tự động, trừ phi quý vị không muốn liên hệ với ai. Quý vị đi vào rừng, ăn lá khô, hái trái dâu và các thứ. Lúc đó có lẽ quý vị ít san sẻ hơn. Nhưng mục đích của sự tu hành không phải là cứ giữ tất cả cho mình, cưng. Mục đích là để ban tặng, giống như chúng ta kiếm tiền. Nếu có rất nhiều tiền hoặc có dư tiền, chúng ta nên chia sẻ. Chúng ta nên cảm thấy tiếc cho những người không hướng về sự tu hành, bởi vì họ là những người khốn khổ. Họ mất mát rất nhiều. Chúng ta có giá trị tâm linh, có lực lượng tu hành để dựa vào. Chúng ta may mắn. Vậy hãy cảm thấy may mắn và cảm thấy thương xót những người không may mắn như vậy. Dạ hiểu. Cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Chào. Con có vài câu hỏi về sự tu hành của con. Nhất là từ mùa đông vừa qua, con ngày càng gặp khó khăn. Điều này đã khiến con rất đau lòng. Hiện giờ con cảm thấy thật sự bị cản trở trong sự tiến bộ, trong sự giao thông với sư phụ và những khía cạnh cao hơn của chính mình. Con biết rằng trước đây sư phụ đã nói về việc có những thực thể khác nhau có thể ảnh hưởng một người tu hành. Con không biết có thể nào đó là một phần của những gì đang xảy ra cho con, nhất là khi nói đến bản chất của thể nghiệm nội tại và bên ngoài của con, hoặc nếu đó chỉ đơn giản là khuynh hướng phủ định của đầu óc đang gạt con. Dù là trường hợp nào, con cầu sư phụ giúp đỡ xóa những chướng ngại này và tái lập lại sự điều chỉnh để đưa sự tu hành của con trở lại đúng đường. Cảm ơn sư phụ. Tôi không hiểu tại sao quý vị nói quá thấp về mình. Quý vị trông rất tuấn tú, tốt lành và đúng đắn với tôi. Cảm ơn sư phụ. Có điều gì sai, cưng? Thật ra là điều gì sai? Con nghĩ một phần liên quan với điều xảy ra từ mùa đông này có liên quan đến những thông báo mà sư phụ đưa ra về tình trạng hâm nóng toàn cầu. Điều đó hầu như tạo một phản ứng hoảng sợ trong con, và có những yếu tố khác cộng thêm vào. Ồ, tôi hiểu rồi. Với tôi, quý vị trông như một người kiên cường.
Cảm ơn sư phụ. Quý vị trông như một người không luôn luôn chấp nhận chướng ngại. Quý vị trông như quý vị sẽ không sao. Mọi người đôi lúc có một ngày hơi u ám. Và nếu quý vị cảm thấy có chút sa sút thì hãy để mình thư giãn và rồi cố gắng thực hiện những điều khác. Nếu quý vị bị kẹt ở đây thì đi mở các cửa khác. Thượng Đế nói rằng khi Ngài đóng một cửa, Ngài sẽ mở những cửa khác. Nên đó có thể là những điều mà quý vị cần trải qua, hầu học hỏi để thông cảm với người khác trong tương lai, người có cùng hoàn cảnh với quý vị. Và rồi quý vị có thể an ủi họ. Ai biết được. Tôi nghĩ rằng điều đó sắp qua rồi. Do đó quý vị vẫn còn ngồi đó và kể rõ cảm xúc của mình. Ít nhất quý vị biết điều gì sai. Khi biết chỗ nào bị đau, chúng ta có thể luôn luôn xoa bóp chỗ đó hoặc thoa dầu lên đó. Bây giờ chúng ta có một tình trạng cấp bách ở đây. Chúng tôi cần quý vị đi ra ngoài và làm điều gì đó. Nói với người ta, thức dậy, thức dậy, thức dậy. Thức dậy, cháy nhà rồi, dậy đi. Cố gắng đưa người ta ra khỏi cơn hỏa hoạn. Không phải chỉ riêng tôi và quý vị ngồi đây. Có hàng tỷ người ngoài kia cần quý vị giúp đỡ. Quý vị không phải sinh ra vô ích. Quý vị đến đây là để có thể giúp cứu vãn địa cầu. Dĩ nhiên, lực lượng phủ định sẽ tìm cách nói với quý vị cách khác. Nhưng đừng nghe theo. Đừng bận tâm về tâm trạng của quý vị. Cứ làm điều gì tốt và ngưng làm điều xấu. Chỉ có vậy thôi. Chỉ có hai cách để làm. Làm tốt, ngưng xấu. Hiện giờ điều tốt nhất mà chúng ta làm là đi ra ngoài phân phát thông tin hoặc nói cho người ta biết hoặc tổ chức hội thảo trong sân sau nhà, bất cứ gì. Gọi láng giềng đến với nhau uống trà và nói cho họ biết. Nói với họ về điều nên làm và điều không nên làm. Cho dù họ không lắng nghe, ít nhất quý vị đã làm tối đa. Khi lìa đời, quý vị cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với kiếp người. Và là một chúng sinh cao thượng, quan trọng chỉ có vậy. Không phải mọi người sẽ lắng nghe chúng ta, không những về người ta thôi, mà là về chúng ta. Chúng ta có cố gắng trọn sức để giúp mọi người không? Dạ, cảm ơn Ngài rất nhiều, sư phụ. Chúng ta trồng cây 10 năm, và bỗng nhiên cây trổ hoa, và bỗng nhiên trái cây sẽ có ở đó. Chúng ta chỉ tiếp tục tưới cây. Chúng ta chỉ tiếp tục làm điều đang làm. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Anh chàng kiên cường, quý vị sẽ làm vậy, quý vị sẽ không sao đâu. Kính chào sư phụ, chào. Sư phụ kính yêu, loài người đã thúc đẩy vô số chim muông và thú vật xinh đẹp cùng các sinh vật tuyệt vời khác đến chỗ tuyệt chủng. Có cách nào mà chúng ta có thể sửa chữa điều này trong tương lai gần, sau khi ổn định địa cầu tuyệt đẹp này? Làm thế nào chúng ta có thể bù đắp sự mất mát khủng khiếp này, nhất là đối với thú vật? Chúng ta chỉ cần nhắc nhở mọi người hãy ăn trường chay và tử tế với thú vật. Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể bảo vệ họ. Rồi sau này có lẽ thú vật sẽ tự phục hồi trở lại. Hôm nay tôi có đọc vài mẫu tin đâu đó. Tôi nghĩ đó là tin mới bay sang từ một số cá heo được bảo vệ đã sinh sản trở lại với con số khá hơn, cho nên có thể được đối với những loài khác. Nếu chúng ta chỉ việc bảo vệ môi sinh và chuyển tâm mình vào một lối sống nhân ái, thì đồng thanh tương ứng. Nếu chúng ta quý sự sống, thì sự sống sẽ trở lại một cách dồi dào. Tôi cũng buồn như quý vị, bởi vì một số thú vật và một số chủng loài tuyệt đẹp đã biến mất. Nếu chúng ta không làm gì để bảo vệ thú vật và tinh cầu, có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ chỉ xem thú vật qua hình ảnh như một lịch sử, như khủng long hay gì đó. Phải, tôi cũng rất buồn và quan tâm như quý vị. Nhưng chúng ta đang làm những gì có thể được. Bởi thế, chúng ta đang làm việc đó. Do đó, chúng ta phân phát tờ thông tin lối sống mới, tờ thông tin SOS dần dần, và chúng ta đang làm điều chúng ta đang làm. Các hội thảo ăn chay và dân dân. Chỉ là vì điều này, để bảo vệ các chủng loài và bảo vệ con người. Dạ, cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ, chào. Trước khi đến với sư phụ, con đã thọ pháp từ một vị thầy khác. Lần trước ông đến đây, con đã đi thăm ông.
Câu hỏi của con là có phải con đang đi hàng đôi không? Nếu quý vị thích chúng tôi thì quý vị lưu lại với pháp môn này nhé. Hai phương pháp giống nhau. Giống nhau thì được, hãy tiếp tục. Con muốn lưu lại với Ngài. Vậy thì hãy lưu lại, hoan nghênh quý vị. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Có lẽ quý vị có nhân duyên với tôi, do đó quý vị đến. Cho nên không sao. Hoan nghênh trở về nhà. Cảm ơn sư phụ. Hoan nghênh, cưng. Kính chào sư phụ. Chào. Con có câu hỏi. Hôm qua khi trở về phòng thiền, con xem băng của sư phụ, rồi bỗng nhiên mắt con rơi lệ. Con tự nhủ con thương sư phụ vô cùng, và con muốn ôm lấy sư phụ. Nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh. Con có nhiều tình thương dành cho thú vật. Con hy vọng rằng thú vật sẽ sống an bình và người ta sẽ ngừng giết thú vật. Nhưng cảm giác đó cũng biến mất nhanh sau một lúc. Xin sư phụ giải thích với con tại sao vậy. Cảm ơn Ngài. Bởi vì quý vị bị phân tâm do nhiều điều khác trên thế giới này. Quý vị không thể luôn luôn nghĩ đến một việc trong mọi lúc. Cho nên mỗi khi quý vị có cảm giác tốt, quý vị vui hưởng điều đó, rồi quý vị đi thiền thì quý vị sẽ có trở lại lần sau. Dân thưa sư phụ, không vấn đề gì. Cố gắng tối đa, vậy thôi. Dạ, cảm ơn sư phụ. Dĩ nhiên, không dễ để giữ cảm giác yêu thương vào mọi lúc, vì có quá nhiều điều quanh quý vị, luôn luôn làm quý vị bận rộn, nhưng tâm quý vị luôn yêu thương. Đừng lo, cảm giác có thể biến mất, nhưng thực chất của nó vẫn còn đó. Nó sẽ trở lại lần nữa khi quý vị ít bận rộn hơn. Kính chào sư phụ, Ngài khỏe không? Khỏe, quý vị khỏe không? Con rất khỏe, cảm ơn sư phụ. Câu hỏi của con là về thiên đàng tại thế. Thật sự rất phấn khởi hình dung thiên đàng tại thế. Cho nên con muốn biết thêm về tương lai tươi đẹp của địa cầu chúng ta. Hệ thống xã hội sẽ như thế nào? Hệ thống tiền tệ sẽ được thay thế bằng điều gì đó tốt đẹp hơn không? Như là một hệ thống dựa trên sự dư giả và tình thương, nơi người ta cung ứng dịch vụ và sản phẩm của họ đến cộng đồng. Và cùng lúc họ sẽ có tất cả những gì cần thiết để sống. Điều này có thể đạt được trong thế hệ chúng ta không? Làm sao chúng ta bắt đầu tạo dựng thiên đàng tại thế? Chúng con thật mong điều đó. Cảm ơn sư phụ. Tôi đã kể mấy điều này rồi từ những tinh cầu khác, để quý vị có thể mơ ước. Bây giờ nếu địa cầu bắt kịp sự thăng hoa tâm linh tương tự, thì điều đó cũng sẽ giống vậy. Nó sẽ như thiên đàng tại thế, nơi mọi người có được đồng đều, những dịch vụ cộng đồng cũng như tài nguyên cộng đồng. Mọi thứ sẽ được phân chia đồng đều. Mọi người sẽ được tôn trọng, thương yêu và chăm sóc, y hệt như người kế đến, hoặc người cuối cùng, hoặc người đầu tiên. Phải, hãy hy vọng điều đó sớm xảy ra. Rồi chúng ta có thể phát minh nhiều máy móc, nhiều công cụ không ô nhiễm khác, để có thể du hành nơi cách xa địa cầu hàng triệu năm ánh sáng, và viếng những hành tinh láng giềng và dân dân, hoặc thậm chí di dân đến đó. Điều đó sẽ thú vị hơn những gì chúng ta đang có bây giờ. Dần, ngay khi nhân loại bắt đầu từ bi hơn, thương yêu và chân thật với chính mình hơn, với đại ngã từ ái của họ, với Thượng Đế bên trong họ, thì không gì mà không làm được. Mọi điều mà họ thậm chí không thể tưởng tượng sẽ xảy ra. Phải, hiện giờ chúng ta đang cố gắng rất nhiều, chi rất nhiều tiền để lên hỏa tinh, chỉ lấy một ít nhiên liệu, một ít đất mang về. Không, đó chưa là gì cả. Trong tương lai, chúng ta chỉ việc bay đến mọi góc cạnh của vũ trụ thăm bất kỳ ai chúng ta muốn, trong thể chất cũng như tâm linh.
Hiện giờ trong tâm linh, nhiều người chúng ta đã viếng các hành tinh khác. Điều đó được, đó là cho mình. Nhưng chúng ta cũng có thể phát minh nhiều công cụ khác để có thể cùng bay khắp vũ trụ với nhau. Như chúng ta đang làm bây giờ với phi cơ, như đi phi cơ đến Âu Châu hoặc đi phi cơ đến Hoa Kỳ. Trong tương lai, chúng ta sẽ dùng loại máy bay tương tự, nhưng sẽ dùng tư tưởng, trí lực để điều khiển. Và rồi chúng ta chỉ đi mọi nơi, không chỉ trên tinh cầu này. Hỏa tinh hay mặt trăng láng giềng mà là xa hơn nhiều đến những góc cạnh của vũ trụ. Và chúng ta sẽ khám phá rất nhiều thứ, rất nhiều nơi tuyệt đẹp, thú vị của ngân hà chúng ta hoặc ngân hà kế tiếp. Điều đó sẽ làm chúng ta nín thở. Hiện giờ chúng ta chỉ như bò trên đất. Chúng ta bay một chút trên mây, nhưng chỉ vậy thôi, không thú vị lắm. Dù sao, tôi cũng hy vọng thấy ngày đó trong lúc còn sống. Nếu không, cũng không sao. Không quan hệ gì, chúng ta có thể tự mình bay riêng rẽ. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Cảm ơn sư phụ về tất cả thời gian quý báu và chia sẻ với chúng con cùng tất cả tình thương ân điển và lòng từ của Ngài. Chúng con thương yêu Ngài rất, rất nhiều. Tôi cũng thương quý vị. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn Ngài. Hãy được yêu thương gia ân. Sớm gặp lại quý vị. Sớm gặp lại sư phụ. Tạm biệt. Cảm ơn về những điều mà sư phụ đang làm để cứu tinh cầu. Cầu Thượng Đế gia trì quý vị. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn sư phụ. Chào. Tạm biệt.